Squad Battle, một tựa game mới của Supercell, cách tải và nhận phần thưởng độc quyền trong Clash of Clans cũng như các tựa game khác của Supercell sẽ như thế nào? Khám phá trong video ngày hôm nay. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngay khi các bạn mở game Clash of Clans ra thì các bạn sẽ thấy ngay cái thông báo này ở trên bảng tin. Và đây là Squad Battle, một tựa game mới của Supercell. Và hãy đăng ký trước ngay đi nào để mở khóa phần thưởng độc quyền trong Clash of Clans. Và chúng ta hãy xem thế nào các sếp. Đây là mình đã tải rồi, nên là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải game Squad Battle. Squad Battle, một tựa game mới của Supercell, sẽ được công bố ở trên toàn cầu vào ngày 29 tháng 5. Và bây giờ các bạn pre-register, đăng ký ngay trước đi nào các sếp. Và cái đường link để đăng ký ngay này mình cũng sẽ để cho các bạn ở phần mô tả video hoặc là phần ghi bình luận cho các sếp. Và khi mà số lượng người đăng ký trước này đạt được những cột mốc khác nhau, chúng ta sẽ có 4 cột mốc quan trọng. Ví dụ như cột mốc đầu tiên sẽ là 1 triệu người đăng ký trước, và những cột mốc tiếp theo là mấy triệu đó thì chúng ta sẽ biết ở sau. Nhưng tuy nhiên, đối với những người chơi đăng ký trước này và những người chơi của Clash of Clans hay là tất cả các tựa game, ví dụ như là Pro Star, Heyday, Bumbis, Clash Royale, thì các bạn đều nhận được những phần thưởng độc quyền rất giá trị. Ví dụ như chúng ta chơi của trong Clash of Clans, chúng ta sẽ có ở cột mốc đầu tiên 1 triệu sẽ là thuốc tài nguyên, cột mốc tiếp theo là thuốc xây dựng, cột mốc tiếp theo nữa đó chính là một cái đồ trang trí của Squad Battle, và cái cột mốc cuối cùng đó chính là skin King của trong Squad. Đây là một trang bị tuyệt vời, nhưng những cột mốc này chúng ta chưa biết nó là mấy triệu cả, nên anh em cứ cố gắng đăng ký sớm đi nhá. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể trải nghiệm được Squad Battle mặc dù nó chưa có mặt ở Việt Nam? Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các sếp cách tải, cách trải nghiệm đầy đủ. Hiện tại thì tựa game này mới chỉ ra mắt ở một số quốc gia may mắn, ví dụ như Canada, Mexico, Norway, Sweden, Spain hay là Singapore. Thì các bạn ở Android thì anh em hãy sử dụng VPN hoặc là TapTap để chuyển đến những quốc gia mình vừa mới nhắc vừa rồi để tải về chơi ngay và luôn. Còn đối với các sếp ở iOS thì rất đơn giản, anh em hãy vào App Store của các sếp, vào tiếp cái mục ở phía trên góc trên bên phải, của mình thì HT còn của các bạn thì tùy tên của các bạn. Vào tiếp là Apple ID của các bạn, chọn vùng và quốc gia thì các bạn chọn thay đổi quốc gia. Anh em đổi đến Canada cho tớ. Và lúc này đây các bạn cần phải điền thông tin ở địa chỉ Canada thì anh em chọn random address ở Canada. Nên anh em chọn bất kỳ một cái địa điểm nào đây có thông tin đầy đủ, anh em nhập vào. Và bây giờ các bạn chỉ chờ tải Squad Battle về trải nghiệm thôi. Tải xong rồi thì bấm vào chơi thôi. Và nếu các bạn thấy thích video này của tớ, anh em nhớ cho lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nhé. Và tất cả hướng dẫn của mình rất để rất chi tiết ở phần đường link của mô tả video cũng như là phần ghi bình luận ở phía dưới. Và đừng quên nhập mã Akari ở trong tất cả các tựa game của Supercell các sếp nha. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới. Bây giờ thì bye bye. This is the moment we rise. This is the moment we